tập 21. Anh Hồng, hai anh em hầu gia của núi Hoàng Hoa gửi thiệp đến cho anh. Trong thiệp viết gì vậy? Anh em hầu gia cảm ơn tôi ba lần tha mạng, lại còn trả lại bãi khoáng cho họ, nên tổ chức tiệc cảm ơn ở trong rừng. Bài tiệc mời anh thì sẽ không tổ chức ở trấn Thanh Phù, mà lại làm ở trong rừng. Tôi nghĩ chúng không có ý tốt gì đâu. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn, không đi thì hơn. Đi chứ. Sao lại không đi? Người ta gửi thiệp mời, chúng ta không được thất lễ. Tôi cũng muốn nghe xem họ muốn nói gì. Cậu cử người đi chuyển lời, báo là trong trấn đang có chút chuyện. Tôi sẽ đến sau. Tôi đã tin tức từ Lộ Điều đã. Hầu đại gia, nhị gia, đội trưởng bảo tôi chuyển lời cho anh. Trong trấn có chút chuyện, anh ấy sẽ đến sau. Mong hai vị thông cảm. Được, về báo với đội trưởng Hồng. Chúng tôi luôn đón chờ. Nhị đệ, ý này của cậu không được ổn cho lắm. Sao lại không ổn chứ? Đại ca, chúng ta làm vậy thì người ta mới không nghi ngờ chúng ta. Cậu mời Hồng Thái đến, nếu xảy ra chuyện gì, người khác lại nghi ngờ chúng ta sao? Thế gọi là giấu đầu hở đuôi. Chắc chắn người khác sẽ nghĩ, nếu chúng ta muốn giết Hồng Thái thì đã giết ở đây rồi. Tại sao Hồng Thái lại không chết trên bàn rượu của chúng ta chứ? Vì chúng ta vốn không muốn giết hắn. Người khác nhất định sẽ nghĩ hung thủ giết Hồng Thái là người khác. Theo anh thấy, chúng ta cứ âm thầm tiêu diệt hắn đi. Nếu chúng ta không đánh tiếng gì mà giết hắn, có khi người khác lại nghi ngờ chúng ta đấy. Anh càng đánh trống thổi kèn, người ta lại càng không nghi ngờ anh. Đủ rồi, chuyện này anh cứ nghe em đi. Anh Hồng, Lộ Điều đến rồi. Anh Hồng, Lộ Điều đến rồi. Cảnh La Tử nói, cậu ấy dò la được một tin từ chỗ Hầu Cát Tường. Yến tiệc hôm nay không phải để đối phó với anh, chỉ là muốn lấy lại thể diện thôi. Đội trưởng Hồng, đại đương gia chúng tôi có lệnh, ai giờ liều đều không được mang súng. Người của núi Hoàng Hoa cũng không đem súng. Mời. Đội trưởng Hồng đến rồi. Ngồi đi. Đội trưởng Hồng, hôm nay tôi và đại ca nhà tôi tổ chức tiệc rượu này cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn anh đã ba lần tha mạng. Lúc trước từng có mâu thuẫn với đội trưởng Hồng, chúng ta cho qua hết nhé. Tục ngữ nói rất hay, không đánh không quen biết. Đội trưởng Hồng trí dũng song toàn, hai anh em tôi bái phục. Hồ nhị gia quá lời rồi.
Hồng Mổ cũng là vì muốn điều tra vụ án người Nhật cướp đoạt Hồng Sa, nên bất đắc dĩ đắc tội với hai vị. Mong hai vị hiểu cho. Đội trưởng Hồng, con người tôi chẳng được ăn học gì. Hôm nay cả gan nói đôi lời cảm khái. Đội trưởng Hồng một lòng vì nước nhà, cúc cung tận tụy. So với anh em chúng tôi chỉ thấy hổ thẹn. Kể ra thì từ tận đáy lòng tôi kính phục đội trưởng Hồng. Nào, tôi kính đội trưởng Hồng một chén. Không dám, không dám. Nếu nói cảm ơn, Hồng Mổ phải cảm ơn hai vị mới đúng. Đã phối hợp điều tra với Hồng Mổ, đúng là khoan hồng đại lượng, không bận tâm sự đường đột của Hồng Mổ. Kính mời hai vị. Mời. Lần này hai anh em tôi cũng coi như góp được chút công sức cho chính phủ. Tất nhiên cũng không phải vinh quang hiển hách gì. Lần trước ở Thanh Phù, tôi và đại ca tôi và các anh em thuộc hạ, nếu có làm điều gì không phải, mong đội trưởng Hồng đại nhân đại lượng, không tính chuyện xưa. Dù là ai, chỉ cần tuân thủ luật pháp, ở trấn Thanh Phù, đội cảnh sát chúng tôi nhất định bảo vệ đến cùng. Chỉ cần đội trưởng Hồng cần sự giúp đỡ của anh em chúng tôi thì cứ mở lời. Được. Anh Hạ, sao lại đến? Làm phiền thông báo một tiếng, mời đội trưởng Hồng ra ngoài. Anh Hạ, xảy ra chuyện gì thế? Đội trưởng Hồng, bộ quản lý quân sự đã thả Tiểu Lan Đồng và Tống Khủ Sàng rồi, bảo buôn bán các khoáng chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần bù đủ thuế thì chính quyền sẽ vẫn bảo vệ như thường. Hắn có lý đấy. Họ không biết chỗ các khoáng đấy dùng để làm gì sao? Hồ sơ gửi lên đó đã nói rất rõ ràng. Nhưng họ nói buôn vàng cũng chỉ có thế. Anh Hạ, chính là anh nói giao cho chính quyền để dân chúng nhìn rõ chân tướng. Anh còn có gì để nói không? Đội trưởng Hồng, xảy ra chuyện gì vậy? Hai vị, tôi còn có việc gấp cần xử lý. Hôm khác sẽ mời hai vị đến trấn Thành Phố uống rượu. Đội trưởng Hồng, bây giờ về cũng vô nghĩa thôi. Chúng mình thả rồi. Là chính quyền đảng quốc dân thả Tiểu Lăng Đồng và Tống Cổ Sàng. Quốc gia không phải của chúng, mà là của 400 triệu đồng bào chúng ta. Cho nên người Nhật không những nợ anh, mà còn nợ mỗi một người Trung Quốc chúng ta. Bớt nói lý đi, tôi không lo được nhiều như thế. Đội trưởng Hồng, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh con khỉ. Chính quyền không báo thù cho tôi, tôi chỉ định tự báo thù cho mình thôi. Anh dẫn người giết họ rồi thì sẽ như thế nào? Anh còn có thể làm đội trưởng đội cảnh sát ở trấn Thanh Phù sao? Tôi đứng ở vị trí này làm chức này là để báo thù. Anh tưởng như vậy đã là báo thù sao? Anh có biết kẻ thù thật sự của anh là ai không? Anh biết kẻ thù thật sự của anh là ai không? Không phải Tiểu Lan Đồng và Tống Cửu Sàng, là tất cả quân xâm lược Nhật Bản. Anh nghĩ đi, nhóm Tiểu Lan Đồng tại sao giết cả nhà anh? Chính là vì nguồn Hồng Sa ở núi Hoàng Hoa này. Cho dù bây giờ anh liều mạng giết chúng, thì người Nhật vẫn sẽ cử người đến chiếm đoạt Hồng Sa. Sau khi chúng có được nguồn tài nguyên này, chúng sẽ chế tạo nhiều súng pháo hơn nữa. Càng nhiều người Trung Quốc sẽ bị chúng giết hại. Đó là chuyện của chính phủ Trung Quốc. Tôi không lo được nhiều như thế. Tôi đến đây là để báo thù cho vợ và con gái tôi. Tôi vốn dĩ có cơ hội đại công cáo thành. Tại sao anh bày đủ kế để ngăn chặn tôi? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Bây giờ quốc gia bất bên bất ổn, mỗi một người Trung Quốc chúng ta đều có trách nhiệm như vậy. Quốc gia còn không thừa nhận trách nhiệm này, tại sao người dân chúng ta phải gánh chứ? Anh sống vì chính phủ một nát này sao? Tuy họ một nát, nhưng vẫn có rất nhiều người Trung Quốc kiên cường bất khuất.
Lẽ nào anh không thể vì họ mà chịu đựng những gánh vác sao? Đội trưởng Hồng, không phải anh rất tin tưởng chủ trương và tác phong của đảng Cộng sản chúng tôi sao? Anh có thể cho tôi chút thời gian để tôi về Diên An báo cáo cấp trên của mình tình hình ở đây không? Tôi chỉ xin anh, trong thời gian tôi rời khỏi đây, anh phải bảo vệ nguồn tài nguyên Hồng Sa ở núi Hoàng Hoa, đừng để người Nhật giành lấy lần nữa. Anh cần bao lâu? Sẽ nhanh thôi. Được, tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi cần lời cam kết của anh. Anh có thể thay mặt đảng của mình, đảng của anh, có thể báo thù cho tôi được không? Tôi là một thành viên của đảng Cộng sản. Chủ nghĩa của chúng tôi là tiêu diệt sự bất bình trên thế giới, cho nên thù của anh chính là thù của chúng tôi. Được, tôi tin anh lần này. Nhưng nếu anh thất hứa thì đảng Cộng sản các anh sẽ nợ tôi. Đại đương gia chúng tôi có lệnh, ai vào lều đều không được mang súng. Chuyện này chỉ có cậu và tôi biết, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Chủ tìm, ông chủ La đã hai hôm không về rồi. Tôi cũng đang lo lắng lắm đây. Đã tìm tất cả những người có thể tìm rồi, nhưng không ai biết tung tích quanh ấy. Chủ tìm cho bình rượu, thêm hai đĩa thịt bò, nhanh nhé. Rượu đây. Lần này anh có thấy rõ không đấy? Tôi thấy rõ, Hồng Thái toàn thân đầy máu. Vậy sao? Sao tôi không thấy vậy? Lần này Hồng Thái chết chắc rồi. Anh Hồng, anh Hồng, anh không được chết. Anh mà chết chúng tôi phải làm sao? Anh Hồng, anh là trụ cột của chúng tôi. Chị Tiêu Ninh, thế nào rồi? Mau đi tìm bác sĩ đi, mau lên. Tìm cái gì? Bác sĩ Tiểu Lan bị chúng ta bắt rồi. Leon có cách, mau tìm ông ấy đi. Phải, phải, cậu cho xíu đến, mau lên. Cha xứ, mau, mau lên. Mau lên, mau lên. Vết thương do súng, cần nhanh chóng lấy đạn ra. Nhưng tôi cần vài thứ. Anh cần gì? Tôi cần dao phẫu thuật, kéo phẫu thuật, gương, kim và chỉ, giải.
Tốt nhất cần có cồn nữa. Được, tôi đi tìm. Liêu Tiểu Ninh, cô đi đun nước nóng. Được. Vậy là được rồi. Anh Hồng thế nào rồi? Cha xứ đã lấy đạn ra rồi, nhưng người thì vẫn chưa tỉnh. Chủ tiệm Liêu đang ở bên chăm lo. Lần này chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao Đặng Bảo lại giở trò xấu. Nhất định Đặng Bảo đã bị người ta mua chuộc rồi. Chuyện này không cần nghĩ, kẻ giật dây đằng sau nhất định là Tống gia. Tôi cũng đồng ý với Trương Hoàng. Hai người nghĩ xem, chúng ta mới bắt Tống Cửu Sàng, nhà họ nhất định không phục. Hơn nữa bây giờ họ không có một khẩu súng nào, nên chỉ đành dùng cách này. Là anh em Hầu gia hẹn anh Hồng ra ngoài. Sao lại trùng hợp như vậy được? Lẽ nào bọn chúng bày mưu tính kế anh Hồng? Cứ chờ đã vậy. Bắt được Đặng Bảo là rõ ràng cả thôi. Cha, từ từ thôi. Lão gia, lão gia. Cha, họ không làm khó cha chứ? Nào, ăn ngon ngủ yên, sống tốt lắm. Vẫn chưa ăn à? Chuẩn bị xong hết rồi. Hồng Thái có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại chết trong tay ông chủ La. Tống lão gia, ngài chớ đắc ý quá. Hồng Thái vẫn chưa chết đâu. Lúc chúng vào trấn, có người nhìn thấy rồi. Lần này Hồng Thái không sống nổi đâu. Thôi bỏ đi, chúng ta không bàn chuyện về người chết nữa. Hôm nay tôi có thể bình an trở về đều nhờ có bác sĩ Tiểu Lan. Bác sĩ Tiểu Lan, mời. Tôi kính cô một ly, thay lời cảm ơn. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta với nhau cũng không có gì phải giấu giếm cả. Chi bằng thành thật luôn, sau này còn tiện hợp tác mưu lợi. Được, tôi cũng đang mong như vậy. Mấy ngày này chắc ngài cũng đã nhìn ra rồi, tôi không phải là bác sĩ bình thường. Tôi là tình báo viên lưu trú ở Trung Quốc, được đảng sản xuất Nhật Bản phái đến. Nhiệm vụ của tôi là thu thập tài nguyên màu mỡ ở khu vực sa mạc phía Bắc. Do tôi đã phát hiện được mùa hồng sa ở núi Hoàng Hoa, nên tôi đã trực tiếp nhận lệnh từ đầu não Nhật Bản. Đảng sản xuất Nhật Bản là đảng gì thế? Là đồng bọn với người Nhật chiếm lĩnh Đông Bắc sao? Đảng sản xuất Nhật Bản chính là Hắc Long Hội ngày trước.
không liên quan tới hoàng quân Nhật chiếm lĩnh Đông Bắc. Không phải đồng bọn à? Thế thì tốt. Vậy thì tôi hợp tác với cô, cũng không coi là hán gian, đúng chứ? Có thể nói vậy. Lần này chúng ta gặp nguy hiểm cũng nhờ đồng nghiệp phía Tây Bắc của đảng sản xuất chúng tôi vận dụng nhiều mối quan hệ nên mới bảo vệ được cho chúng ta. Họ biết khó khăn của chúng ta ở đây nên quyết định chi viện cho tôi một lô vũ khí, vài ngày nữa sẽ được chuyển tới. Chỗ vũ khí này tôi sẽ tặng cho Tống lão gia để thể hiện thành ý hợp tác của tôi. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Tiểu Lan, tôi nhất định sẽ không quên ân đức của cô. Cha, chúng ta vừa hay có thể nhân lúc đội cảnh sát đang xáo trộn âm thầm vận chuyển vũ khí vào, rồi trở tay đánh úp. Tiểu thư nói đúng, cách này hay. Con hỗ trợ bác sĩ Tiểu Lan xử lý việc này đi. Tốt quá rồi. Nếu vậy, Trấn Thanh Phù lại là của Tống gia chúng ta. Anh Nghĩa, đội trưởng Hồng gặp chuyện rồi. Từ từ nói. Anh ấy bị người ta bắn vài phát, lúc tôi về người ta vẫn chưa tỉnh. Ai làm? Chuyện này thì tôi không biết. Thời gian này cậu cố gắng nghe ngóng, phía anh Hồng có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết. Nếu Hổ gia hỏi thì tôi có nói không? Chuyện lớn thế này muốn giấu cũng không giấu được. Lát nữa tôi đi nói. Hồng Thái bị ám sát, ai làm vậy? Hổ gia sao phải quan tâm chuyện này chứ? Mấy hôm nữa là biết ngay thôi. Cậu ta bị ám sát thì là cơ hội tốt với chúng ta. Cơ hội? Cơ hội gì cơ? Cậu nghĩ đi. Tống Cửu Sàng không có vũ trang, núi Hoàng Hoa lại bị chúng ta cướp sạch, đội cảnh sát thì như rắn mất đầu. Đây không phải cơ hội tốt của chúng ta sao? Hổ gia, ngài muốn tiêu diệt cả thể ba tên đó sao? Còn phải chờ đã, để xem đội cảnh sát định trả thù ai. Có ăn được cả ba ngày không, bây giờ vẫn chưa nói được. Nhưng xét về thực lực thì bây giờ chúng ta là mạnh nhất. Sao anh lại đến đây? Không phải anh muốn làm anh hùng sao? Anh phải trả thù cho vợ và con gái anh cơ mà. Anh muốn chà đạp đứng lên trên Bát Mạc Tam Hùng cơ mà. Anh nhìn bộ dạng anh bây giờ đi. Anh nhìn đi. Anh cứ thế mà chết chứ gì? Anh mà chết tôi sẽ coi thường anh. Không chỉ tôi coi thường anh, đối thủ của anh, kẻ địch của anh đều sẽ coi thường anh. Anh không thoát được đâu. Anh không thoát được đâu. Anh biết không?
anh sẽ không chết đâu. Không chết đâu. Anh biết không, không chết đâu. Anh sẽ không chết đâu. Ông đi đâu thế? Tôi cũng đi châm đèn, thể hiện tâm ý. Ông trời ơi, ông đừng mang đội trưởng Hồng đi. Người dân nghèo chúng tôi bị người ta ức hiếp mấy đời người, thất học mấy đời người. May mà có đội trưởng Hồng, anh ấy thành tâm bảo vệ người dân nghèo khổ chúng tôi. Có anh ấy, con cháu chúng tôi mới có sách vở để học. Ông trời ơi, chúng tôi đốt đèn trường mệnh cho đội trưởng Hồng. Xin ông mở to mắt nhìn. Đương gia, nhóm biện tử về rồi. Gọi họ vào đi. Dân. Đại gia, nhị gia, nhiệm vụ thế nào rồi? Chúng tôi đuổi theo cảnh sát đó đến sông Lão Cáp, tưởng chừng sắp đuổi kịp. Ai ngờ một nhóm cảnh sát xuất hiện dẫn tin đó đi rồi. Một lũ ăn hại, có một người mà không giết được. Đại đương gia, cảnh sát đông người, dùng súng tốt hơn của chúng ta. Chúng tôi cũng hết cách. Đủ rồi, lui đi. Dân. Lão nhị, mày bảo sẽ không sai sót gì cơ mà. Thế nào, chưa chắc đã ăn được gì, nhưng chắc chắn là thiệt mình rồi. Em cũng không ngờ cảnh sát lại phản ứng nhanh thế. Chẳng cho chúng ta cơ hội diệt khẩu. Mày tự liệu đi. Ngày mai đội cảnh sát nhất định sẽ đến đây. Bây giờ bọn chúng thế mạnh người đông đấy. Cho dù bọn chúng thế mạnh người đông, nếu thực sự đánh nhau thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Mày có ý gì hay sao? Chuyện đánh đấm bước đầu nằm ở khí thế, rồi đến suy yếu, cuối cùng là kiệt quệ. Mày nói gì cho tao hiểu được đi. Nói như này đi, đám cảnh sát đó nhất định muốn báo thù cho Hồng Thái. Chắc chắn ai nấy đều liều mạng với chúng ta. Cho nên sáng sớm mai, lúc chúng ta bước ra khỏi đội cảnh sát, sẽ là lúc sĩ khí tràn trề nhất. Một khi chúng ta đánh bại chúng, sĩ khí bị dập tắt, thì chúng ta có thể chiếm thượng phong. Cử người của chúng ta mai phục ở trong rừng, đánh cho chúng trở tay không kịp. Được, ta đích thân dẫn người đi. Ngoài ra, chúng ta còn phải lôi kéo đồng bọn nữa. Lôi kéo ai? Mãnh Hổ Đan Tân và Hồng Thái là một hội. Quan hệ giữa hai người họ thế nào chúng ta không rõ, không thể dễ dàng lôi kéo được. Tống Cửu Sang đã bị Hồng Thái chèn ép, có thể lôi kéo hắn. Mày ngu à? Tống Cửu Sang và Tiểu Lan Đồng đều bị chúng ta bắn đứng đấy. Hắn sẽ hợp tác với chúng ta sao? Đại ca,
hợp tác với chúng ta, nội ứng ngoại hợp cùng Sử Hồng Thái, là cơ hội trở mình duy nhất của Tống gia bọn chúng. Chuyện này để Cảnh Lư Tử đến Tống gia một chuyến đi. Cuối cùng hai người trở về rồi. Cảnh Lư Tử, có chuyện gì mà nói đi. Hầu Cát Tường biết mọi người sẽ báo thù, đã chuẩn bị xong quân đội rồi. Tôi sợ mọi người thiệt thòi nên đến báo tin. Còn nữa, hai người có biết tại sao anh em Hầu gia muốn giết anh Hồng không? Vì anh Hồng nhiều lần đánh bại chúng, chúng thấy không phục. Không phải, là ông chủ La đến núi Hoàng Hoa tiết lộ bí mật, nói rằng số tiền lần trước là do Hồng Thái cướp. Ý của Hầu Nhị Đương gia tôi đã hiểu rồi. Tống lão gia, Nhị Đương gia chúng tôi muốn ngài cho câu trả lời. Hai nhà chúng ta đối phó với Hồng Thái cũng được thôi. Chỉ là bây giờ tôi không có súng. Cậu về bảo Nhị Đương gia giải quyết em xui đám cảnh sát trước. Đợi vũ khí của tôi đến, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Vậy cần mất bao lâu thế? Nhanh thì 15 ngày, chậm thì 1 tháng. Được, tôi biết rồi. Tống lão gia, vậy tôi xin cáo từ. Lão gia, vũ khí mà bác sĩ Tiểu Lan kiếm cho chúng ta chiều nay đã đến rồi. Vậy sao? Tốt quá, lần này Tống gia chúng ta lại có thể hất hàm mà sống rồi. Nhưng ngài nói với người của núi Hoàng Hoa là nhanh thì 15 ngày. Đơn giản là chỉ muốn bàn quan đứng nhìn thôi, để hai nhà bọn chúng đánh trước. Hơn nữa, chúng ta ở gần đội cảnh sát, lỡ như chúng ta tham chiến, người của đội cảnh sát kiểu gì cũng liều mạng với chúng ta. Thế thì anh em Hầu gia hưởng lợi rồi còn gì. Núi Hoàng Hoa là một mỏ khoáng đơn thuần, ngoài các khoáng ra thì không có bất cứ thứ gì hết. Nếu chúng ta chặn cả trước và sau, không để lương thực được đưa vào, có lẽ sẽ đẩy được chúng vào đường chết. Tôi thấy như vậy được đấy. Người của Tống gia không có súng, mà Mãnh Hổ Đan Tân cũng sẽ không đối đầu với chúng ta. Chúng ta hãy tập trung binh lực tiêu diệt núi Hoàng Hoa. Đây gọi là đánh hạ từng nhóm. Trương Hoàng, anh hiểu binh pháp từ khi nào thế? Tôi phải ra ngoài một chuyến, các anh chăm sóc cho đội trưởng Hồng nhé. Chị Tiểu Ninh, đợi đã. Có tin tức giọng chủ La rồi. Vậy sao? Anh ta ở đâu? Núi Hoàng Hoa. Là anh ta tiết lộ bí mật, nên anh em Hầu gia mới muốn giết anh Hồng. Tôi biết rồi. Hầu lão đại nói rồi, bắn chết một tên thưởng 5 đồng đại dương. Lão nhị, cứ giằng co với cảnh sát như này cũng không phải là chuyện hay đâu. Đại ca, anh đừng nóng vội. Hôm qua em đã nói rồi mà,
Đánh trận cốt nằm ở chữ khí. Chỉ cần chúng ta mày mòn được nhuệ khí của chúng thì chuyện còn lại sẽ dễ dàng thôi. Vậy thì phải đợi đến lúc nào? Theo như trận thế hiện giờ, người chỉ huy nhất định không phải Hồng Thái. Chỉ cần chúng ta có thể chắc chắn rằng Hồng Thái đã chết, và đám cảnh sát quèn đó muốn đứng vững ở sa mạc này đúng là hảo quyền. Mày đúng là lòng vòng lắm chuyện. Theo tao thấy, cứ liều với chúng đến cùng đi. Đại ca, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ trực sẵn. Nếu chúng ta liều tất cả đối đầu với chúng, dù là thắng hay thua, sớm muộn gì chúng ta cũng bị Tống gia hay Mãnh Hổ Đan Tân thâu tóm. Tống lão gia, sau khi có lô vũ khí này, thế lực của Tống gia ngài ở Trấn Thanh Phù sẽ vượt trội hơn tất cả. Được lắm, quá hay. Mười khẩu súng lục cũng không đòi lại thứ này. Nếu ngài có thể sang bằng Mãnh Hổ Đan Tân, tôi sẽ bảo bên trên tặng ngài và chiếc xe tải. Đến lúc đó, dù là chúng tôi vận chuyển hồng sa hay là ngài vận chuyển hàng hóa, đều nhanh hơn nhiều. Bác sĩ Tiểu Lan, cô đúng là Bồ Tát sống của nhà tôi. Có điều ngài phải góp sức trước đã. Cô cứ dặn dò. Bây giờ tất cả mọi người của đội cảnh sát đang đổ dồn đi đánh núi Hoàng Hoa. Bây giờ Trấn Thanh Phù chỉ là một tòa thành trống. Ngài lại có vũ khí. Tôi muốn ngài nhân cơ hội này tiêu diệt Hồng Thái. Hồng Thái đã bị thương nặng, hà tất cần chúng tôi ra tay chứ? Chúng ta không được chủ quan nữa, nhất định phải chủ động xuất kích tiêu diệt hắn. Tống lão gia, đừng do dự nữa, tối nay hành động luôn đi. Khiên thương binh lại đây, mau lên mau lên. Dưỡng chân vào, dưỡng chân vào. Bên kia có thêm người kìa, mau chữa trị đi. Từ từ thôi. Đây đây, cha xứ, lần này vất vả cho ngài quá. Tôi đến đây là để truyền giáo, không phải đến để giúp các anh đánh quan gia đâu. Tôi biết ngài và anh Hồng Thái là bạn thân mà. Lần này cảm ơn ngài nhiều lắm. Cảm ơn, cảm ơn. Bên này mau lên đi, tìm hai người nữa đi đun nước đi. Mau lên mau lên, lấy thêm hai cái chăn. Lão gia, dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta, đột kích đội cảnh sát vào bản thân hoàn toàn khả thi. Mai thì sao? Chúng ta mà giết Hồng Thái, cảnh sát của núi Hoàng Hoa kiểu gì chẳng quay lại đánh. Chúng ta còn phải giao chiến với chúng. Ông đừng quên, còn không biết Mãnh Hổ Đan Tân có thái độ gì nữa. Nếu chúng đến báo thù cho Hồng Thái, đến lúc đó phải làm sao? Nhưng lão già, Tiểu Đăng Đồng đã nói tối nay chúng ta phải ra tay mà. Ý của tôi là vừa tiêu diệt được Hồng Thái, vừa không cần Tống gia chúng ta ra mặt. Nước, 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 nước. Tôi đang ở đâu thế? Đội cảnh sát, tôi đã mơ rất nhiều. Mơ nhiều lắm. Tôi mơ thấy anh Hạ còn có
mơ thấy cô